Sang phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi sổ tay bầu cử năm 2013 tại Sydney do SBTN Úc Châu ghi nhận. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong tiết mục sổ tay bầu cử năm 2013, vào ngày 26 tháng 10 tới đây, Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do nhiệm kỳ 2013-2015 để giúp gánh vác công việc chung của cộng đồng. Chúng tôi là Phan Đông Bích, có cuộc tiếp xúc sau đây với ba thành viên của liên danh nối tiếp. Thứ nhất là nghị viên Trần Nhân, thụ ủy liên danh, ứng cử chức vụ chủ tịch. Luật sư Võ Quốc Dũng, ứng cử viên phó chủ tịch nội vụ. Cô Teresa Đặng Thị Hồng Hải, ứng cử viên chức vụ thủ quỹ. Để tìm hiểu thêm về liên danh nối tiếp, chúng tôi xin có cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ba vị trong liên danh nối tiếp. Xin chào nghị viên Trần Nhân. Vâng, Trần Nhân xin kính chào anh Phan Đông Bích và kính chào luật sư Võ Quốc Dũng cũng như là chào cô Hồng Hải và khán thính giả của chương trình SBTN Úc Châu. Vâng, xin chào luật sư Võ Quốc Dũng và cô Teresa Đặng Thị Hồng Hải. Thưa quý vị và thưa nghị viên Trần Nhân là thụ ủy của liên danh. Vâng. Xin ông cho biết thêm về những thành viên của liên danh nối tiếp để cho khán giả của SBTN và đồng hương có thể hiểu rõ thêm về liên danh của ông. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Đông Bích. Thì quý vị biết trong cái đòi hỏi của Ban chấp hành cộng đồng khi mà ra tranh cử đó, mỗi liên danh phải có 7 thành viên. Trong đó tôi là Trần Nhân, đang là thủ ủy với ứng cử viên với trách vụ là chủ tịch. Kế tiếp chúng tôi có luật sư Võ Quốc Dũng thì sẽ ra ứng cử với trách vụ là phó chủ tịch nội vụ. Thì quý vị biết Quốc Dũng trong thời gian qua là hiện tại đang có văn phòng luật sư ở đây và là từng là ủy viên ngoại vụ của Ban chấp hành cộng đồng và đã sinh hoạt nhiều trong Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa, cũng là trưởng của chương trình phát thanh của Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa hơn 4 năm qua. Kế tiếp nữa thì chúng tôi có cô Nguyễn Tuyết Nhung, ứng cử viên với trách vụ là phó chủ tịch ngoại vụ. Cô Tuyết Nhung hiện tại đang làm business và trong thời gian qua thì cô là một trong những người sáng lập viên của chương trình Tuổi Trẻ Sống Việt ở Úc Châu, cũng như là Tổng hội sinh viên Úc Châu ở New South Wales cũng có và của Liên bang Úc Châu cũng có. Kế tiếp nữa thì chúng tôi còn có anh Nguyễn Từ Hiếu Trung là ứng cử viên với trách vụ là phó chủ tịch kế hoạch. Thì anh Hiếu Trung trong thời gian qua là trưởng của gia đình Phật tử rất là lâu ở đây và hiện tại đang làm business và anh ta cũng có 2 bằng cấp đại học ở đây. Và kế tiếp là chúng tôi có anh Thái Chi. Anh Thái Chi là ra tranh cử với trách vụ là văn hóa và giáo dục. Thì anh Thái Chi trong thời gian qua là làm rất là nhiều công việc trong cộng đồng. Chẳng hạn hiện tại anh đang làm thủ ủy của Hội Thân hữu Cao niên Việt Nam New South Wales và cũng là đang làm một trong cái thành viên của quỹ hội của Bass Hill Asel để tuyển cái nhân viên hay là cái thành viên trong đó. Và kế tiếp nữa thì chúng tôi có anh Nguyễn Giang thì sẽ ra tranh cử với trách vụ là tổng thư ký. Anh Nguyễn Giang đã từng làm coi như là thủ ủy, làm thủ ủy của Ban chấp hành cộng đồng do luật sư Võ Trí Dũng trong thời gian qua và cũng là thủ ủy của cộng đồng trong thời gian hiện tại là của ông Nguyễn Văn Thanh, đang là chủ tịch cộng đồng. Và cuối cùng chúng tôi có đây là cô Teresa Đặng Thị Hồng Hải và ra tranh với trách vụ là thủ ủy. Thì cô Hồng Hải ngày xưa cũng là thủ ủy của trong Ban chấp hành cộng đồng của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến trong thời gian qua và hiện tại là cô đang làm business và cô là cũng một trong những sinh viên của trường Macquarie Đại học ở đây từ lâu. Vâng, cảm ơn nghị viên Trần Nhân. Thưa quý vị, cả ba thành viên của liên danh nối tiếp
quý vị có thể cho chúng tôi biết về chính sách, đường lối và chủ trương của Liên danh Nối Tiếp để có thể phục vụ hữu hiệu đáp ứng cái nhu cầu của cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang New South Wales? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Đông Bích. Thì chúng ta biết cái nội quy của cộng đồng đó, thì lúc nào Liên danh ra tranh cử, chẳng hạn Liên danh Nối Tiếp thì chúng tôi lúc nào cũng chủ trương để tuân hành theo cái nội quy của cộng đồng. Thứ nhất là chúng ta phải tìm mọi cách để tìm ra những cái phương pháp để phục vụ cho cộng đồng người Úc gốc Việt ở đây, trong đó có văn hóa, giáo dục, xã hội và những cái phong trào, chẳng hạn như là những cái về văn hóa của cộng đồng, chẳng hạn như chợ Tết hay là Trung Thu hay là bất cứ cái sinh hoạt nào của cộng đồng. Kế tiếp nữa, cái mục tiêu thứ hai của chúng ta là coi như là không bao giờ liên hiệp hòa giải với chế độ cộng sản Việt Nam bên đó, và lại tìm mọi cách để giải thể chế độ cộng sản hay là hỗ trợ những cái tổ chức khác để đấu tranh làm sao giải thể cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện tại đang coi như là cai trị người dân ở Việt Nam. Vâng, cảm ơn ông Trần Nhân. Xin quý vị cho khán giả SBTN Úc Châu biết thêm về đường lối hoạt động cũng như ngoại giao của Liên danh Nối Tiếp đối với chính quyền liên bang, tiểu bang, chính quyền địa phương để tranh đấu cho quyền lợi và giúp cho việc hội nhập của cộng đồng người Việt được thành công tốt đẹp. Dạ vâng, thưa anh, cũng như tôi là nghị viên của Hội đồng thành phố, trước kia đầu tiên là bang sao và hai nhiệm kỳ ở Fairfield, hiện tại nữa là đang cũng là một chính trị gia của nước Úc ở đây trong nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng mà tôi là chính trị độc lập, thành ra tôi không có nghĩ tôi là một chính trị gia mà lúc nào cũng là một nhân viên xã hội trong cộng đồng ở đây. Thì như chúng ta biết, cái vấn đề vận động tất cả các dân biểu, nghị sĩ ở trong chính trường của nước Úc này rất là quan trọng. Và trong tương lai, nếu mà đắc cử trong cái ban chấp hành cộng đồng sắp tới, thì tôi nghĩ rằng những điều rất là quan trọng cho cộng đồng chúng ta phải làm. Chẳng hạn như anh Phan Đông Bích đã biết đó, thì mấy năm qua thì khi mà kỷ niệm 30 năm khi mà cộng đồng người Việt định cư ở nước Úc, thì anh là đang là chủ tịch ở đó, thì có một cái buổi hội thảo và buổi sinh hoạt rất là lớn ở Parliament House ở Canberra. Và chúng tôi nghĩ rằng trong 2 năm tới đó, thì năm 2015 là đúng kỷ niệm 40 năm, là một trong cái mốc dấu rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại ở nước Úc này. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vận động chính phủ Úc để chúng ta sử dụng cái Parliament House, coi như quốc hội của Úc, để tổ chức một cái ngày mà trong khi đó nước Úc này phải công nhận những sự đóng góp và những thành tựu của cộng đồng người Việt, người Úc gốc Việt ở đây, chẳng hạn như về văn hóa, về xã hội, về thương mại, làm ăn và tất cả những cái công trình học vấn của các trẻ em của chúng ta ở đây nữa. Chúng ta biết hàng năm cộng đồng có tuyên danh, tuyên xương một số học sinh mà xuất sắc trong cái kỳ thi HSC, thi lớp 12 đó. Thành ra cái đó cũng là một cái nối tiếp cho cộng đồng của chúng ta. Hiện tại thì chúng ta biết hiện trong cái funding của chính phủ mà cung cấp cho nhân viên xã hội ở đây là càng ngày càng đi xuống. Trong cái thời gian tôi làm hơn 11 năm điều học viên cho chương trình xã hội thì có năm cái ngân quỹ của chính phủ cung cấp cho chúng ta có thể lên gần 1 triệu Úc Kim, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta cái ngân quỹ rất là thấp, khoảng chừng 300 ngàn Úc Kim mà thôi. Thì cương vị là làm việc xã hội gần 29 năm qua trong cái cộng đồng ở đây, thì tôi nghĩ rằng tôi có kinh nghiệm và làm sao để cùng hợp tác với tất cả các thành viên trong ban chấp hành cũng như các hội đoàn ở đây để vận động chính phủ cung cấp thêm về nhân ngân khoản cho chúng ta, coi như là thuê nhân viên làm việc toàn thời và phục vụ cộng đồng chúng ta hữu hiệu hơn trong hai cái văn phòng mà chúng ta hiện đang có và làm chủ, một là Karamata, hai là ở bang sao ở đây. Ngoài ra thì chúng ta biết trong cái tương lai đó, thì bất cứ lúc nào văn hóa vận của cộng sản Việt Nam xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta, thì đó là một cái tiêu chuẩn mà cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là Úc Châu và New South Wales, lúc nào cũng tiến hành. Và những năm chúng ta vừa qua thấy, chẳng hạn như hàng năm có tổ chức những buổi chẳng hạn như tưởng niệm 30 tháng 4 hay là đặt vòng hoa cho các chiến sĩ Úc Việt mà đã tử trận trong cái cuộc chiến chống cộng sản phương Bắc đó, thì cộng đồng lúc nào cũng có làm. Mà trong thời gian rất là nhiều năm qua tôi cũng có thể làm MC trong đó và đặt vòng hoa cũng làm MC. Thì tất cả những cái sự vận động đối với chính trường của Úc này rất là quan trọng, và tôi nghĩ rằng những thành viên trong ban chấp hành cộng đồng tương lai và cá nhân tôi và các hội đoàn sẽ hợp tác lại để vận động cho cộng đồng chúng ta càng ngày càng nở mặt cho những người nghị sĩ, những người dân biểu, những trong chính trường Úc này hiểu rõ cái tâm niệm của mình khi mà mình đi định cư một nước ngoài và nhận nước Úc là một quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta đã đóng góp nhiều và chúng ta phải được công nhận những sự đóng góp của chúng ta trong tương lai và trong hiện tại. Vâng, cảm ơn nghị viên Trần Nhân. Xin quý vị thành viên của Liên danh Nối Tiếp cho biết quan điểm của quý vị về các đảng phái chính trị của người Việt tại hải ngoại tham dự vào và ảnh hưởng đến cơ cấu và tư thế độc lập của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại tiểu bang New South Wales và các tiểu bang khác. Quý vị có cái quan điểm như thế nào và quý vị nghĩ về vấn đề này như thế nào? Và trước hết, Quốc Dũng xin cảm ơn ông Phan Đông Bích đã đặt cái câu hỏi rất là hay để cho cái Liên danh Nối Tiếp
của nghị viên Trần Nhân để cho chúng tôi cái cơ hội mà giải thích đến các quý hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương của chúng ta để hiểu rõ thêm về cái sinh hoạt của cộng đồng. Thì cái như ông Phan Bích đã hỏi là không biết các đảng phái chính trị mà nằm trong cái liên danh của liên danh nối tiếp này có ảnh hưởng với những cái mục tiêu của cái ban của ban chấp hành này không? Quốc Dũng nghĩ rằng không có một cái thành viên nào mà có thể ảnh hưởng được cái ban chấp hành này, bởi vì cái mục tiêu chính của cái liên danh này dựa trên cái điều 2 của nội quy của cộng đồng, đó là tiếp tục tranh đấu cho dân tộc của Việt Nam, ngày nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngày đó cái liên danh này và cùng với các hội đoàn cùng bắt tay làm việc chung với nhau để giải trừ cộng sản. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi người có một cái đường hướng tranh đấu, đấu tranh khác nhau. Mỗi người có thể có người thì trong Đảng Lao động, có người thì trong Đảng Liberal tự do, nhưng cái mục tiêu chính làm thế nào để đẩy mạnh cái phong trào tranh đấu cho dân chủ, cho tự do ở Việt Nam. Thì tôi không nghĩ rằng các đảng phái hoặc là các thành viên nào có thể ảnh hưởng được cái ban chấp hành này. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các hội đoàn, đó là tranh đấu cho tự do cho đồng bào của chúng ta tại Việt Nam. Không biết anh Trần Nhân có bổ túc thêm về cái câu hỏi này của ông Phan? Vâng, xin cảm ơn luật sư Quốc Dũng. Thì quý vị biết đó, trong thời gian tiền nhiệm qua thì tất cả các ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales nó riêng thôi, thì trong đó có những thành viên của trong tổ chức chính trị. Mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta làm việc trong cộng đồng hiện tại thì có khoảng hơn 90 hội đoàn là coi như cái thành viên hội đoàn của cộng đồng. Và chúng ta đã chấp nhận cái hội đoàn chính trị đó, hay là cái hội đoàn văn hóa đó, hay là hội đoàn sinh hoạt về coi như đoàn thể để sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta, là chúng ta đã kiểm soát rồi, đã coi như kiểm duyệt rồi. Hội đồng tư vấn giám sát đã biết là những cái hội đoàn đó có những mục tiêu giống như cái điều 2 của cái nội quy của cộng đồng, mà chúng ta đã chấp nhận họ vào. Thì tôi nghĩ rằng những cái thành viên trong cái ban chấp hành của liên danh này, hay là liên danh kia, hay là ban chấp hành nào đó, cũng có tốt là chúng ta đã kêu gọi được những cái hội đoàn trong cộng đồng để hợp tác lại cùng cộng đồng, cùng ban chấp hành cộng đồng để phục vụ cho cái quyền lợi của cộng đồng của chúng ta ở đây. Thành ra tôi nghĩ rằng cái sự tham gia của những thành viên trong các tổ chức chính trị, hay là tổ chức văn hóa, hay là tổ chức nào trong cộng đồng, đó là một điều tốt cho ban chấp hành. Chúng ta có thể kêu gọi lại những tổ chức đó, hay là những thành viên của các hội đoàn đó, để chúng ta hỗ trợ ban chấp hành cộng đồng và các hội đoàn để thực hiện được cái mục tiêu của ban chấp hành cộng đồng đã đặt ra, cũng như cái nội quy của chúng ta đặt ra. Thành ra chúng ta không có có cái điều gì mà ngại ngùng các thành viên trong cái tổ chức chính trị mà tham gia trong cái ban chấp hành cộng đồng tương lai cả.